Bạn có tin không, đây là một người chăn gia súc ở dãy Himalaya. Anh ta đã dùng chính điện thoại của mình để ghi lại cảnh tượng hai con chó ngao Tây Tạng hồn nhiên thách thức với báo tuyết. Video bạn đang nhìn thấy ngay trước mắt, trong một hẻm núi phủ đầy tuyết có hai con chó ngao Tây Tạng hung dữ đang hướng tới khu vực này phát ra âm thanh gầm rú không ngừng. Tuy nhiên, báo tuyết tại thời điểm này đang giấu mình sau một bụi cây. Nhưng ngay cả như vậy thì hai con chó Tây Tạng đứng trên dốc vẫn không muốn từ bỏ. Chúng tiếp tục la hét xung quanh, có thể nhìn qua hành động của hai con chó này ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm. Con báo, được mệnh danh là vua của núi tuyết, được xem là trùm. Ngay lúc này hai con báo tuyết trước những hành động khiêu khích liên tiếp của chó ngao Tây Tạng chúng vẫn rất bình thản tại chỗ nhìn về phía trước. Chúng không cảm thấy hoang mang hay sợ hãi gì cả. Tuy nhiên chú chó ngao Tây Tạng đen khó tin này càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với đám báo tuyết. Không thể không công nhận rằng đám chó này thực sự là một đám chó không sợ chết. Chúng dám công khai tấn công, thách thức bản tính hung dữ của báo tuyết. Dưới áp lực của chó tuyết hai con báo vẫn chọn cách nuốt giận. Chúng không bị kích động bởi hai con chó Tây Tạng này. Vì vậy quyết định lao về phía trước để thực hiện một cuộc tấn công chí mạng vào nó. Tuy nhiên, hai con chó Tây Tạng này vào lúc này vẫn mang dáng vẻ không muốn tha thứ cho bọn nó chút nào. Hai con chó không thể chờ đợi để lao xuống ngay lập tức. Không ngờ rằng con chó Tây Tạng này đã nhanh chóng lấn sân trước một bước không hề sợ hãi. Biết rằng đối diện với động vật như báo tuyết chúng cần phải tập luyện thể lực nhiều để bản thân trở nên dũng cảm hơn. Thậm chí là giúp cơ thể trở nên săn chắc hơn. Tất cả bọn chúng đều có thể phải đối mặt với khó khăn. Đừng nói đến vấn đề hai con chó phải ở lại đối mặt với báo tuyết. Một trong những con báo tuyết vào thời điểm này dường như đã có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, cảm giác bản thân trở nên hơi bồn chồn. Nó tiếp tục nhìn xung quanh với đôi mắt của mình. Có thể là một động vật ăn thịt hoang dã, mặc dù mức độ cảnh giác của báo tuyết rất cao, tốc độ phản ứng và khả năng săn mồi của nó cũng dần trở nên bất diệt hơn rất nhiều. Chó ngao Tây Tạng không sợ chết bị giết. Chỉ cần báo tuyết dứt khoát tấn công chó ngao Tây Tạng thì hai con chó này chắc chắn không còn cơ hội trốn thoát nào cả. Gần như trong vòng 10 giây đã đủ để nó quấn lấy cổ hai con chó và siết chặt, cắn đến chết. Nhưng điều kỳ lạ là vì sức mạnh của hai bên quá chênh lệch, vậy tại sao hai con báo tuyết đến bây giờ vẫn miễn cưỡng không ra tay với hai con chó? Chẳng lẽ với sức chiến đấu của báo tuyết thực sự không mạnh bằng hai con chó trước mặt sao? Tôi không nghĩ vậy, từ kích thước của hai con báo tuyết, có vẻ như chúng đã là báo trưởng thành, chiến đấu chắc chắn vượt xa chó ngao Tây Tạng. Tuy nhiên hai con chó này cũng thuộc tuýp chó rất hung dữ. Nhưng xét cho cùng, chúng đều đã được con người thuần hóa. Nhưng báo tuyết thì khác, chúng đều hoang dã thuần chủng, cho dù đó là từ sức chịu đựng của cơ thể và lực cắn mạnh thì cũng không thể so sánh được với chó Tây Tạng. Sau đó, trong quá trình tiếp theo liệu báo tuyết có thể xông lên và giết chết chó ngao Tây Tạng một cách dứt khoát không? Các bạn hãy theo dõi tiếp nhé! Phần hay vẫn còn phía sau! Tôi thấy máy bay không người lái trong tuyết phát hiện ra một vài con báo tuyết khác. Có thể bọn chúng tập trung theo bầy đàn nhưng cuối cùng đã bị tách rời.